Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình chị Capriu trú tại thôn 2, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm. Căn nhà bàn giao được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà cấp 4 gồm 3 phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp với diện tích sử dụng gần 70 m2, kinh phí xây dựng khoảng 240 triệu đồng. Trong đó, nhà tài trợ Đức Quân hỗ trợ 50 triệu đồng, nguồn tiết kiệm của gia đình và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội là 90 triệu đồng, số tiền còn lại do anh em dòng họ hỗ trợ. Được biết, chị Capriu là hội viên phụ nữ nghèo, đời sống kinh tế hết sức khó khăn, gia đình không có điều kiện sửa chữa nhà ở. Cũng tại buổi lễ, nhà tài trợ và chính quyền địa phương cũng đã trao cho gia đình chị Capriu một số vật dụng cần thiết dùng trong sinh hoạt gia đình. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng và nhà tài trợ đã trao tặng số tiết kiệm 10 triệu đồng cho em Ca Kiều Vi, trú tại thôn 4 xã Lộc Nam, nhằm động viên em vượt qua khó khăn, cố gắng trong học tập, để sau này trở thành người có ích cho xã hội được biết em ca kiều vi mồ côi mẹ và đang sống với bà ngoại cùng hai anh em trai